già thì đâu làm ăn được gì. Anh đi già nè. Anh về là chưa em? Ngoài thị trường có giai đoạn hai cách không? Mời bạn nam. Đây rồi. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bà. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Chào chị Quyền Linh, bà anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn mình ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất đại dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nho nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em nó gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua, ngó nhỏ bạn thân cái bên, rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ. Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Vì thích quen người ngoài ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều. Không có tiếp xúc nhiều người nhưng giờ vẫn còn lập thành. Chưa có mối tình nào? Không có, giờ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học. Vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. Mét mấy? Dạ mét bảy. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi dài 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chưa em? Ngoài thị trường có giai đoạn hai cấp không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặng thôi, nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặng gặp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Tôi coi câu này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Khó quá. Khó. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi, bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Mà hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích rồi. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa.
làm dâu được không? Chịu nữa quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Bạn cả. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ dạng kiểu gia đình, không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để... Kể cho tao nghe, dạ. Không có đẩm gì đâu. Có là nhiều người giờ đem dạ. Riêng tư mình đem Facebook. Dạ, em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? À. Ủa sao em nói chuyện vấp 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 vậy? Mình bị cà lắm. Nói một câu dài xíu coi. Lúc hả? Em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Thì hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn, người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà toàn lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Thì chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó à. Khó quá, thằng gái đòi khó quá. Khó quá. Tôi có gì tôi giấu chút lại giờ tôi nói có năm ngày giả. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Còn bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Thằng nào? Bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó tại... hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm. Thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Còn có nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ, đúng mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe lời mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nghiêm tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đó với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc nhà, cơm nước cũng... có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì... bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á,
thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nhá, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bấm đi bạn trai. Động. Bây giờ trước khi bấm thì gì vậy? Kiếm gì vậy? Đâu đây vậy? Nút. Sửa ghế hả? Nút. Đây là nút đen nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con. Chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó. Bây giờ kêu đi. Chưa. Chi rồi. Bấm rồi. Nè, bạn cái đó là sao vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em. Xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có dạ. Hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Đó ơi, không có đó sao. Xin trước, xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì bác. Có dịp. Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc lá xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Dạ, em cần một người có bản lĩnh với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Không, dễ thương mà. Xin phép khi nào có điều kiện có cơ hội con hùng. Đó giờ, hồi đó giờ có nào anh xin gì chưa? Thì xin dễ gì cho. Vậy là thành công rồi. Như vậy chúng ta đã rất là vui khi mà cặp đôi đầu tiên hẹn hò nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến với cặp đôi thứ hai, xem họ sẽ có những cảm xúc như thế nào trong lần gặp gỡ đầu tiên. Xin mời Hạ Mang. Rồi, mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam làm cho nó sơn tụ nào, giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và tất cả quý vị đây. Tôi tên là Võ Hoàng Vũ Huy. Năm nay tôi 24 tuổi. Quê tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Làm nghề gì? Dạ em làm về kỹ thuật máy tính. Mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Cương. Sở thích của em là soi gương, cũng hay yêu đơn phương. Dạ năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới ra trường. Bạn bè nói em cũng dễ thương. Còn thầy bói nói em tên Kim Cương. Mà mang họ Tô nữa, là Tô Kim Cương. Nên anh nào yêu em chắc chắn sẽ rất sung sướng. Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Em quê ở đâu? Dạ em ở Sóc Trăng. Lên đây bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Rồi bạn sẽ đi tìm một người yêu thế nào? Dạ em cần một người có bản lĩnh với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Dạ thì cũng hài hòa với khuôn mặt đó chị. Dễ thương, duyên dáng, ấn tượng. Sao ế? Em có yêu đơn phương một người hồi năm lớp 11, 6 năm. Yêu đơn phương 6 năm? Dạ. Cái người đó biết không? Dạ biết. Có yêu lại em không? Mà yêu 6 năm. Trời gì dai dữ vậy, một năm mà không được thì mình đi tìm mối khác chứ em. Một phần là môi trường học của em là trường văn hóa. Con gái rất là nhiều, con trai ít. Em thấy sao em trai? Em thấy thú vị. Thú vị hả? Bạn gái đó đặc biệt. Bạn ấy đang đi tìm một cái người có đôi mắt đẹp. Còn mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình cao khoảng 1m6, dáng người cân đối là được rồi. Tính tình thì lễ phép với mọi người, biết cư xử rồi đừng có bảo thủ quan điểm cá nhân quá. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì hai mối tình chính thức. Còn những mối tình lẻ tẻ thì khoảng nhiều không? Dạ, cỡ 7-8. Hả? Bà nhiều dữ vậy hả? Có một mối tình rất là lâu, 6 năm và đơn phương đó. Có lẽ bạn về kinh nghiệm tình trường hay hơn đúng không? Vậy thì bạn còn cái gì mà chưa hoàn thiện đối với tình yêu?
Còn cái là hay vô tâm. Hay vô tâm đó, cái này rất là vô quan tâm là không được rồi. Phụ nữ người ta thích người bạn trai phải là quan tâm chăm sóc với người ta chứ, em vô tâm là thua rồi. Và em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào? Một người có lý tưởng sống nè, có công việc ổn định. Em ghét nhất là lăng nhăng với lại gia trưởng. Không thích lăng nhăng với gia trưởng. Bạn trai có lăng nhăng với gia trưởng không? Không hề chị. Chào em. Bây giờ anh hỏi nè, một người đàn ông chăm sóc cho em rất là kỹ, yêu em rất là nhiều, chiều em rất là tốt, nhưng đôi mắt xấu quắc thì sao? Xấu quắc là sao? Nó xấu mà còn quắc luôn á. Thì sao? Thầy có đó có thể xem nha, anh ấy có đối tốt với em không cái thì bỏ qua cái chi tiết đôi mắt đi. Giờ thí dụ như không có đôi mắt thì em cần yếu tố gì nữa? Bạn đó có thể thích thể thao với em cũng được. Ồ, đơn giản. Bạn thích thể thao không? Anh thích đá banh lắm em. Anh đá banh còn lâu. Anh thể nào vậy? À, Real Madrid. À, đối thủ rồi. Rồi. Em là fan hùng xám anh, Bayern Munich. Anh là đội tuyển Việt Nam. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là chơi thể thao, viết nhật ký. Viết nhật ký? Viết được mấy cuốn rồi? 5 cuốn. Viết gì trọng? Ôi, nhật ký sao nói chị? Nói chứ, hồi đó chị cũng hay viết nhật ký lắm. Nhưng chị viết nhật ký có mục đích không à? Chị viết cho ai làm bộ chị để cho người ta coi. Đúng không? Mắt đẹp. Mắt đẹp mà gì cũng xấu hết trơn. Xin lỗi, đàn trai cao sang lắm à. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Lè lè. Sao là lè lè? Ăn mặc nó màu mè mà nó không có logic. Nếu màu mè mà có logic thì có được không? Thì cái đó là đẹp rồi chị. Tại sao? Thí dụ như mè không có logic là sao? Như trên đỏ dưới cam, dép xanh rồi này kia vậy phải không? Chắc em nghĩ vậy. Bao lâu như em tiến tới hôn nhân được? Em thì dự định là hết năm sau. Nhanh dữ vậy? Dạ. Yeah. Đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị thì đầy đủ. Nó ai cũng chuẩn bị? Cũng gia đình chuẩn bị. Về ở chung với ba mẹ hay là ở riêng? Ở riêng chị. Ở riêng là có nhà cửa gì chưa? Là ở thuê? Dạ, có nhà. Có nhà rồi? Nhà của em? Cũng ba mẹ để lại. À, cũng ba mẹ để lại. Đẹp trai mà làm gì ngốc. Tôi đang dòm đôi mắt thử coi có biết nói không, có truyền cảm xúc gì không. Mắt đó mà mắt nói không là do đối tượng thôi chứ em không, biết nói chắc mệt à. Tôi biết rồi, tôi truyền qua đây lại, truyền điện giùm. Nói chung là hôm nay trai tài gái sắc. À, khoan, bạn nữ, bạn nữ khi nào rồi mà tiến tới hôn nhân được? Dạ, 2 năm. 2 năm, nhưng mà bạn trai muốn năm sau rồi, ý em sao? Bạn bạn sao đi chị. Rồi ok, hôm nay mình đi có bạn, có người nhà đi theo không? Dạ, em có bạn thân. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Thân cỡ nào bạn? Không, tụi em chơi với nhau được 4 năm nay rồi. Vậy là hiểu nhau lắm rồi hả? Dạ vâng. Sao em thấy anh này mắt đẹp không? Dạ, cũng bình thường. Nhưng mà em thấy anh cao to, rất là body. Đúng với sở thích mà Kim Cương thích luôn ạ. Dạ, bạn... cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Dạ, em đi với chú và mấy anh đồng nghiệp. Chào chú. Mình là chú của Huy. Dạ. Bây giờ xin lỗi anh Quyền Linh với chị Cát Tường cho em hỏi bạn bên đây được không? Dạ, chào chú. Bây giờ nó luôn là Huy. Ba mẹ đã mất Huy lúc Huy còn nhỏ. Dạ. Cho nên Huy sống với chú tính ra là cũng 10 mấy năm nay. Từ lúc Huy lên Sài Gòn chú sơ sống với chú ở đây. Chú nuôi Huy từ nhỏ đến lớn. Ba Huy xưa cũng là một cán bộ. Rồi bệnh mất. Rồi mẹ Huy cũng mới mất đây được 3 năm rồi. Dạ. Cũng mới vừa 3 năm xong. Thì muốn nói cháu biết là vấn đề là như vậy. Dạ. Đấy. Còn vấn đề Huy, cha mẹ không còn chứ vẫn còn chú, còn bác, còn cô. Và Huy còn một người chị đã có gia đình. Cho nên không biết là cháu suy nghĩ với Huy như thế nào rồi. Quan trọng là hai người có hiểu nhau với lại mình có đồng cảm hay là chia sẻ với nhau đi tới đất hay không. Nếu cháu nói vậy thôi thì chú rất yên tâm. Dạ. Chú cảm ơn cháu. Dạ, dạ con chào chú. Cảm ơn chú. Xin chia buồn với Huy nha. Thôi cái gì nó qua rồi. Quan trọng mình sẽ tìm được một cái nữ yêu thương của mình để cùng về chia sẻ trong những lúc buồn vui. Bây giờ mình sẽ gặp nhau đi Huy nha. Dạ. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có vài phút để cảm nhận về nhau. Ừ. Tặng em. Dạ, cảm ơn em. Anh nghĩ sao vậy em? Quá lộng lẫy luôn. Lộng lẫy nhưng mà không có lè loẹt nha. Đôi mắt sao em? Nó vô không đến nỗi xấu. Ok, không đến nỗi xấu là cũng được. Anh có tập gym không? Không. Không hả? Anh chỉ thích đất với chơi thể thao thôi chứ tập nó người nó bự bự kỳ.
Em thích được nhiêu cái? Đó, 15-20 cái vậy không? Thua em rồi. Thua em rồi. Trời ơi. Em học võ mà chị. Ôi, có học võ nữa hả? Em học võ gì? Giờ hai bên đứng đất đua thử coi. Nhưng mà em hết được mấy cái? Em hả? Lúc trước thì 30, bây giờ nghỉ lâu rồi. 30 cái? Thì thầy bắt vậy á chị. Ừ, hồi đó giờ mấy bạn nam lên đây tôi bắt hết đất là 15-20 cái là hết sức rồi đó. Bây giờ còn hết được không? Em nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu bây giờ nhắm hết được cỡ nhiêu? Chắc 3 rồi. 30 mà xuống có 3 vậy. Anh có phải hát nào tặng em không? Anh hát dở không lắm. Anh có gì tặng em không? Anh hết đất. Trời ơi, hết đất tặng. Chị hết đất tặng em trời. Chị không em? Kiểm tra sức khỏe cũng ổn lắm á em. Sao em gái? Thầy thầy anh thôi. Hết mấy cái? Thì em, à, sức anh nhắm được nhiêu? Không, anh hết chừng 15-20 cái à. Ngừng. Đừng cố nha. Thì từng đếm giùm em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 chục. Được rồi, thôi đủ chuẩn. Hợp lý. Trời, chưa thấy ai là lần đầu tiên tặng quà bạn gái mà. Quà. Cái này là em tự tặng với chị, không có ép mà nha. Quà này lạ biết. Quá, chắc không đòi được quá. Thôi bây giờ mình tính tới chuyện hẹn hò lãng mạn, tính tới chuyện hôn nhân ở bên đây người ta đòi tới 2 năm đó. Mà sao thương lượng vụ đó đi. Vậy? Thầy em mới 23. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 24. 24. Thế cũng trẻ mà. Trẻ nhưng mà tại gia đình hoàn cảnh á, thế là anh cứ sống mình và anh buồn. Trải qua cũng nhiều mối tình em không? Cho nên là xác định là hôn nhân luôn. Nhưng mà em muốn yêu dài dài cho lãng mạn. Không, cưới về em yêu tiếp vẫn được mà đâu gì đâu. Thôi đàn ông nói vậy chứ cưới về cái bắt đầu là hết chăm sóc người ta. Anh hứa em luôn. Anh hứa sao giờ? Hứa lớn lớn, hứa đây có nhiều người em hứa coi. Anh đảm bảo với em là anh là một người đàn ông tốt. Nếu mà mình đến với nhau anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em hết sức khả năng của anh. Và sẽ không để em thất vọng một cái điều gì. Sao bạn gái cảm nhận như thế nào? Thầy sau 3 giây sẽ biết chị. Thôi. Hết thời gian. Chờ 3 chúng giây ta biết kết quả sau 3 giây đi anh. Để tay gì nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 giây nhé. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hãy sống thật với bản thân mình. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng hai bạn. Hôm nay có chú đến dự, tôi nghĩ rằng chú cũng rất là vui trong giây phút này. Nói gì với chú đi. Con chúc chú sức khỏe. Với lại cảm ơn chú đã nuôi anh Huy. Nên có bạn đang đứng ở đây và tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Huy nói gì chú đi trong giây phút này. Hôm nay có chú và các anh em đồng nghiệp tới tham dự thì thật ra em rất là vui mừng. Nhìn chú là một người rất là phúc hậu ha. Rất là tốt, phải nói là cảm ơn công nuôi dưỡng của chú rất là nhiều. Chú cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ hạnh phúc. Nhớ nha, đừng có làm gì chú buồn nha. Hai con. Thay đổi tất cả. Thay đổi tất cả. Kể cả những bản tính của người bản chất vì em. Khốn nạn nữa nha Lu. Rồi, Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi quý vị ạ. Chào bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Rồi, nãy giờ nôn nao không em? Hồi hộp không em? Dạ, cũng có hồi hộp chị. Em nghĩ hôm nay bạn gái có vừa ý mình không nè? Dạ, chắc chắn em tin vào chương trình. À, tin vào chương trình. Rồi, bây giờ đợi chút xíu chị Tường sẽ mời bạn gái em vào nha. Dạ, hôm nay tự tin lên một lát, bạn gái vô phải nói lớn, rõ ràng, thể hiện bản thân mình nha. Dạ, ok rồi. Chị. Đây, 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 ghế, ghế bên trái. Rồi, xuống. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi, chào hai bạn. Em gái dễ thương quá, ưu tiên em gái nói trước. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào bạn kế bên. Em tên là Bích Ngọc, 27 tuổi, quê quán của em là ở Quảng Trị. Em hiện tại là nhân viên văn phòng. Còn em trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn gái kế bên. Em là Mạnh, Phạm Đình Mạnh. Hôm nay là 29 tuổi. Mạnh? Dạ. Có mạnh không? Có, mọi thứ đều mạnh. Em làm về thiết kế đồ họa, thiết kế hình ấn. Mình làm cho ai? Mình làm tự do. À, làm tự do, làm cá nhân mình luôn. À, điểm mạnh, điểm yếu của Mạnh là gì? Rất am hiểu về công nghệ. Rồi. À, có khả năng nấu ăn, có thể sửa tất cả các thiết bị điện trong nhà.
Về các mối quan hệ xã hội á, em thường có ít. Tại vì em không có khả năng uống được rượu bia. Không luôn hay là ít? Tức là em chỉ uống được một chai một là xỉn rồi. Chai là xỉn rồi. Nên là chỉ thường uống là một ly hoặc hai ly. Lát nữa ra mời bạn làm chai, nhà hàng này bán. Còn bên em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tự tin, chủ động, dễ dung hòa. Nhiều lúc em vì người khác nhiều quá, cái đó người ta gọi là khổ tâm đó chị. Là mình suy nghĩ cho người ta nhiều quá. Cái đó gọi là bao đồng. Hay lo. Lo cái gì? Em không biết nữa, em hay lo lắm. Lo bâng quơ vậy đó hả? Ví dụ sáng ngủ dậy không biết là hôm nay là mình đi làm có chuyện gì không. Giống như người ta gọi là sợ chết đó chị. Sợ chết đó chị. Sợ rồi giống chị quá vậy. À bây giờ thì sẽ hỏi về tình trường. Em thì mấy mối tình? Có một mối tình, nhưng mà chia tay cách đây là 5 năm. Lý do tại sao chia tay? Ở đó là em đi bộ đội thì bạn xin mật khẩu Facebook. Thì em có tán gẫu với những bạn khác trên Facebook là... Rồi bạn đã thấy? Dạ vâng. Mà em có ý đồ gì không? Không có ý đồ gì, cũng chỉ là... Đi bộ đội buồn quá phải không? Dạ vâng. Có đi bộ đội nha, đi bộ đội được bao lâu? Đi bộ đội 18 tháng. Hèn chi thấy có vẻ chắc chắn ha. Sạm ha. Được. Sạm là do em đi nắng em mạnh, đang... mạnh. Rồi hiện giờ em đang sống với ai? Tại em đang ở một mình ở quận 12. Ở mình buồn không? Cũng buồn chị, nhưng em có nuôi một con chó. Hả? Dạ. Chó đực hay chó cái? Chó cái. Chó thì mua nuôi vậy thôi chứ không phân biệt. Thì khi mà công việc căng thẳng thì em cũng dắt chó đi dạo. Rồi tối về ngủ chung với chó luôn hả? Dạ không, ngủ riêng. Em nuôi là chỉ để khi mình căng thẳng quá thì mình có cái chửi để ra. Trời đất ơi, nuôi chó ta để yêu thương. Ông nuôi chó lúc căng thẳng ông kêu con chó ra, ông ngồi ông nói chuyện với nó hả? Ông chửi nó hả? Dạ như vậy là đỡ hơn là mình ngồi nói một mình chị không? Là kêu con chó ra ngồi đó bắt đầu chửi nó. Dạ vâng, thường như vậy. Vậy luôn á hả? Giờ nhìn cục này nè, đó nó con chó đó, rồi chửi nó đi, chửi nó đi. Nó khốn nạn lắm chị. Cứ mở cửa là nó sẽ bay vô nhà, nó đi vệ sinh. Chửi nó đi, chửi nó đi, coi như nó đó, chửi nó đi. Chửi đây nghe nó kỳ. Kêu nó bằng gì, mày hay là gì? Lu lu. Lu rồi chửi lu đi. Khốn nạn lắm nha lu. Nó hỏi tao làm gì mà khốn nạn. Rồi chửi tiếp. Thường thì nó em chửi nó không có được tự nhiên lắm. Chửi nhiều khi mình để xả stress nên là nói nhiều cái. Thì xả đi, bữa nay bị stress đó. Bữa nay stress dữ lắm nè, bạn gái không có ấm nút đâu. Không có hẹn hò đâu, stress lắm, về chửi con Lu nè. Một lát nữa về mở cửa ra là con Lu nó nhào nhào vô, đang bực mình mà nhảy vô liếm liếm mặt nè. Bực mình chửi nó nè. Mày khốn nạn lắm nha Lu. Tiếp. Đi ra, đi ra. Nó nhào vô hoài nè, nó bu 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 hoài nè. Quất cho nó một đá. Quất cho nó một đá nè, trời thằng này giả man quá. Rồi sao nữa? Thì nó chạy thôi, chạy ra ngoài. Trời đất ơi. Nào buồn mình lại gọi nó vô vút ve thôi. Chứ không phải lúc nào cũng là đánh nó. Ủa, rồi tới hồi có bạn gái có vậy không? Lúc vui thì đem bạn gái vô vút ve rồi, còn lúc nào bực mình thì kêu nó ra chửi. Cái đó chắc cũng có. Hả? Chửi bạn gái luôn hả? Thì ví dụ mình không vừa lòng gì mình phải nói vậy. Nói thôi, chửi con Lu thì được. Chứ bạn gái thì đừng có chửi. Dạ dạ ok chị. Ai mà dùng từ chửi? Rồi bạn gái nhào vô đá nó ra luôn hả? Không. Dù thôi hơi cặn rồi. Cái vụ mà nói chuyện với chó em thấy ổn không? Dạ không. Dạ không. Nhà em có nuôi con gì không? Phòng trọ dạ không. Thật ra nuôi chó vui lắm nè. Không, ở nhà thì em có nuôi. Mà đó chị ở một mình chị cũng có nuôi con mập. Là nhiều khi tối thì sợ ma nữa. Cái là mình kêu nó vô, kêu lên nằm chơi vuốt vuốt da. Trời ơi, nó hiểu hết á. Dạ. Có một cái người bạn tâm sự cũng đỡ buồn. Nhưng chó mà... của em nó sợ ma lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Chó mà sợ ma. Trời ơi, đang chuyện tình yêu mà nó qua tới con chó luôn nãy giờ đó hả? Về lại, tình yêu sao cưng? Dạ, em trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là chia tay hồi tháng 9. Tháng 9 năm ngoái, quen nhau trong vòng 6 tháng. Quen có 6 tháng à? Rồi lý do sao chia tay? Dạ, bạn đó định cư ở ngoài quê. Còn em thì lại muốn sống trong này. Rồi được rồi, thôi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai là người như thế nào? Phải có bản lĩnh và chí hướng trong cuộc sống. Bạn này được rèn luyện trong quân đội rồi, chắc là một người có bản lĩnh đây. Dạ, và phải có công việc ổn định, cao trên 1m7. 1m63. Có 1m63 à. Được không? Dạ không. Sao vậy? À, tại vì em thấp rồi em cần phải người cao hơn để sau này F1 của em nó tốt rồi, hơn. Sai nữa. Không, nhưng mà ba em cao lắm, em có cái ghen trội. Cái chuyện nó cũng không quan trọng. Người đó yêu thương mình, tốt với mình, nhiều cái nhìn nó hợp gu với mình là được rồi. Còn cái chuyện cao hay không á, mình sẽ hỗ trợ bằng dinh dưỡng, tăng trưởng chiều cao thiếu gì. Suy nghĩ vậy là sai. Hợp nhãn với lại cái không hút thuốc. Không có hút thuốc, không có rượu bia gì hết đúng không? Dạ vâng. Em uống được không? Dạ em uống chắc tầm 3 chai. 3 chai là giết ông này bỏ túi rồi. Thì mình thử đi, đúng không? Em có ý định là lập nghiệp ở đây luôn không hay là sẽ về quê? Em sẽ lập nghiệp ở đây đó, tại vì Sài Gòn nó sẽ năng động hơn. Tại vì cái lĩnh vực của em cũng rất cần
Công nghệ mà phải không? Dạ, phải ở rồi. Nơi là phồn hoa đô hội đúng không? Dạ đúng rồi. Công nghệ phát triển đúng không? Được. Có nhà trên này chưa? Nhà thì chỉ có Vũng Tàu thôi. Nhưng mà nếu mà bán ở đó, mua lên trên này mua thì cũng đủ khả năng. Nhà của ai mà bán? Nhà của em. Còn ba mẹ? Ba mẹ thì ở Đồng Nai. Mà em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chấp nhận hết mấy cái tật xấu của em là được. Tật xấu gì? Nào nói thử cái vài cái xấu nhất thôi. Ghen. Ghen dữ không? Chắc cũng bình thường bao nhiêu người khác. Rồi. Thường thường là em không có kiên trì ở trong cái gì đó. Ví dụ như em, đôi khi em thích làm một cái gì đó, em sẽ bỏ ngang. Nếu mà có cái ý tưởng thiếu khác. Cái sự gọi là kiên định. Kiên định đúng rồi. Với lại là thích đi chơi, rất là thích đi chơi. Ví dụ có bạn gái, có chịu đi với bạn gái không? Có dắt bạn gái đi không? Hay là vẫn chắc thích đi mình? Chắc chắn là phải dắt bạn gái đi. Thì vậy cũng được, em muốn đi em dắt bạn gái đi chứ đi mình là thua. Ngoài cái việc là sẽ chấp nhận em còn gì nữa không? Em này hiện tại em đang khởi nghiệp nên là em cần một người có thể hỗ trợ em. Hỗ trợ là hỗ trợ như thế nào? Trong công việc thôi chị, dù bên kinh doanh cũng được, kế toán cũng được, hoặc là như thế nào cũng được. Bây giờ mình sẽ đoán xem đi. Đó, em đoán thử coi cô ấy là ai. Rồi đưa cái hình của em coi. Kiếm đi. Chàng trai Vũng Tàu hay đi tắm biển cho nên đen. Được chưa? Rồi. Thế chị. Rồi giữ nguyên để đó đi. Đâu? Cổ đâu? Cho người ta cái đặc điểm nhận dạng coi. Dạ tóc ngắn. Hai cô ngắn, hai cô dài. Này ai cũng tóc ngắn. Tìm ra chưa? Đơn giản quá mà. Chắc cô này. Rồi giữ nguyên nó đi. Bây giờ chúng Cát Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn có thể trò chuyện với nhau một cách dễ hơn ha. Rồi. Ten. Em chào anh. Dạ, anh có câu hỏi gì về em? À, nãy chưa nghe rõ là quê em ở đâu. Dạ, quê em ở Quảng Trị. Quảng Trị. Quảng Trị, bên đây Vũng Tàu. Sao đoán đúng hết phải không? Chúng ta sẽ ăn với nhau nha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa cho nên các bạn sẽ được ăn với nhau. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện trực tiếp với nhau nhiều hơn. Xin mời cho đồ ăn vào. Trời thơm quá. Thưởng thức cái món cà ri gà của nhà hàng East West Brewing nha. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Hồi nãy giờ cái gì mà chưa nghe rõ hoặc muốn tìm hiểu kỹ cái gì nữa thì mạnh dạn nha. Tường cho hai bạn 5 phút thôi nha. Vừa ăn vừa trò chuyện, chị Tường sẽ quay trở lại. Đồng ý không? Rồi mời hai bạn. Dạ em ơi. Anh ở có gần biển Vũng Tàu không? Không, anh ở trên này. Quan điểm của anh như thế nào về một đàn ông tốt? Thường thường một người đàn ông tốt thì thường phải lo được hết cho vợ mình. Lo như thế nào gọi là lo hết? Lo được hết tất cả khoản về hạnh phúc gia đình cũng như về tài chính. Theo anh như thế nào gọi là hạnh phúc gia đình? Thì vợ mình phải luôn được vui vẻ là ok. Anh dành ít nhiều thời gian lo cho công việc, dành thời gian nào thì anh dành cho gia đình? Đúng là hiện tại là anh gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Một ngày anh làm bao nhiêu tiếng? Vì anh làm tự do nên là anh không có sắp xếp được. Không có sắp xếp cái việc là ngày anh sẽ làm bao nhiêu tiếng. Làm khi nào xong việc thì bây giờ trễ nhất một ngày anh làm là đến khi nào? Khoảng 10... Có khi làm xuyên tối luôn, cho tới sáng. Xuyên tối luôn? Vậy thời gian đâu mà hẹn hò nữa? Tại vì anh làm tự do mà nếu mà mình tính tới hẹn hò thì anh sẽ sắp xếp được cái đó. Anh thiết kế website là có một công ty nào đó thì anh thiết kế website. Thì cái website và anh sẽ thuê các bạn content viết bài. Giờ có sẵn những bạn cộng tác viên thì thường anh sẽ thuê cộng tác viên là những bạn sinh viên, anh sẽ viết bài giúp anh. Trường hợp là khách hàng cần yêu cầu cái mục đó thì anh sẽ. Nếu như mà bạn gái lại không thể hỗ trợ anh trong công việc được, ví dụ em là nếu như em là bạn gái đi thì em vẫn muốn có công việc riêng của em, hai người có công việc độc lập khác nhau thì sao anh suy nghĩ như thế nào? Công việc độc lập thì cái đó anh cũng không có nhất thiết là bắt buộc bạn gái là phải làm theo mình. Nhưng mà bạn gái có thể hỗ trợ anh ngoài giờ chẳng hạn. Đi chơi nhiều rồi chẳng hạn. Thì một hai buổi có thể hỗ trợ anh về cái sale chẳng hạn, sale web. Tại vì nếu như em làm công việc của em thường rất là áp lực. Xong rồi em lại về trễ. Áp lực thì nghỉ đi về làm với anh. Nhưng em lại không thích. Tại vì áp lực công việc em chịu được. Nhưng mà áp lực con người em không chịu được. Và em lại muốn có một công việc riêng của mình. Thật ra đó là em đó là vẫn chưa có kinh nghiệm. Thường á chỉ có đàn ông á sợ bạn gái làm chung với mình, sợ vợ làm chung với mình không có cái thời gian được thoải mái, được riêng tư. Chỉ có phụ nữ á, mới thích quản lý đàn ông. Mà mình hai bạn là vì còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm nên mình mới tranh luận. Chưa yêu mà mình đi tranh luận những cái vấn đề như vậy nó thì chắc chắn là sẽ không thể yêu được. Đó lý do em nói em quen trên mấy bạn trên Facebook mà em cứ trao đổi như vậy là không có được. Quan trọng là yêu đi cái đã. Chị nói cho em nghe, khi mà em lấy được vợ về rồi đó nha,
Chị đảm bảo với em, vợ tính toán còn kỹ hơn mình nữa. Rồi tự động người ta sẽ muốn quản lý cái công việc của em. Để chi? Vì nguồn thu đó là nguồn thu của cả hai vợ chồng. Mặc dù bây giờ cổ nói là cổ muốn làm một mình, em hiểu ý chị nói không? Lúc đó tự động người phụ nữ em khỏi yêu cầu. Chị sợ lúc đó là em không muốn, em bị siết quá, em không có thời gian riêng tư đó. Em không muốn vợ mình quản lý thôi. Chứ bây giờ em yêu em khỏi cần đòi hỏi cái đó. Em cứ để cổ làm việc của cổ đi. Còn ngược lại tâm lý của bạn gái nè, có một cái độ chảnh nhất định. Chứ còn thiệt ra chị thề với em luôn, không có con gái nào mà không mê được chồng nuôi, không mê được phụ chồng, đi làm cực thế bà nội. Cực thế bà nội. Có người nuôi tôi đi tôi nghỉ. Không nói thiệt, hiểu ý cái tâm lý chưa? Rồi thôi bây giờ chơi thêm vài trò chơi cho nó vui đi. Yêu đi rồi tính. Em có thích đi xem phim không? Dạ thỉnh thoảng thôi. Thời gian rảnh em làm gì? Em chơi với cháu. Em đi shopping. Thích đi du lịch không? Dạ có. Ai cũng thích đi du lịch hết á, rủ đi du lịch đi chơi là người ta đi à. Ai cũng mê, ai rủ tôi cũng đi nữa. Rồi bóc một lá bài đi. Cái gì cười? Thử tỏ tình siêu lãng mạn, đối phương theo cách của riêng bạn, không lãng mạn bị MC phạt. Được đấy. Tỏ tình đi. Nhanh lên đi. Thí dụ như bữa nay trong người em gặp bạn gái này em thích không? Thích. Rung động không? Rung động. Thì em mới nói cảm xúc của mình. Anh có thể thay đổi tất cả. Thay đổi tất cả. Kể cả những bản tính thuộc về bản chất vì em. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em cần thì bất kỳ nơi nào anh có thể đến. Yeah. Sao em chấm điểm cho lời tỏ tình nó được mấy điểm? 6 điểm. Trời ơi, người ta nói vậy mà 6 điểm chứ thì cô muốn sao mới 10 điểm của nó, tôi nghe coi. Bất cứ lúc nào em cần, em muốn là anh sẽ đến. Tại vì này anh nói là anh dành thời gian cho làm việc từ sáng cho đến khuya luôn. À. Làm đến khi nào nó hết việc thì thôi. Lúc đó chưa có bạn gái. Thì cái bạn trai trước đây của em á, cũng như bạn này là cũng lập nghiệp rồi cũng tự làm vậy đó, một mình vậy đó, rồi làm từ sáng đến tối luôn. Thành ra em nghĩ trong cái khoảng thời gian mà mình làm á và đi chơi nó sẽ bị chênh lệch. Bây giờ người ta tỏ tình nó nói là vì em anh sẽ thay đổi những cái gì em không muốn. Thôi chị, em nghe câu đó chai rồi chị. Em nghe câu đó chai rồi chị. Chai rồi chị. Chai rồi hả? Xui rồi, em gặp ngay cái người bị rồi, ta đạp vỏ dưa, thấy vỏ dừa ta cũng sợ rồi. Giờ sao đây, thôi kệ, có 6 điểm đỡ rồi đó. Là cũng trên trung bình rồi em ơi. Nhưng mà giờ không lẽ em thích lấy bạn trai ăn rồi suốt ngày đi chơi với em không? Ở bên cạnh em đưa em đi chơi không? Tiền đâu mà sinh sống rồi nuôi con nữa. Có chí hướng làm ăn là lo mừng đi cô nương. Khi buồn bạn sẽ làm gì? Có hành động gì bất thường không? Một là em ngủ, hai là em đi mua sắm. Mua sắm. Ba là em chơi với cháu. Dạ. Bữa nay buồn thì chơi với chó. Vậy thôi. Cuộc sống tẻ nhạt quá vậy. Có khi nào khùng điên la hét bực buồn quá cho nó. Tại vì ở đây nó không có không gian chị. Tại vì cái Sài Gòn này nó chật hẹp quá, nó rộng lớn nhưng mà lại chật hẹp. Nếu như mà ở Đà Nẵng có biển á thì em sẽ ra biển hết. Vũng Tàu. Xa quá chị. Trời ơi, chứ ở đâu biển? Biển ở Vũng Tàu là gần nhất ở đây rồi, chứ còn ở đây có cái biển nào tại gần? Tại vì ngày xưa em sống ở Đà Nẵng á, từ phòng trọ em ra tới biển nó rất là gần, đi có 5 phút thôi. À, là chạy ra biển la phải không? Dạ. Thôi bây giờ một tuần mình dồn nén đi. À, cái mình dồn nén cuối tuần mình chạy Vũng Tàu mình xả cũng được. Đi chơi, đi du lịch. Ủa cái này cái gì đây? Chứ còn làm gì nữa không lẽ tặng tôi? Gửi em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi thiệt á, bây giờ vậy nè, cảm nhận của chị Tường á nha. Hai bạn là đều là một đôi bạn trẻ. À, bạn trai thì Tường thấy có vẻ là ưng rồi đó. Bạn gái là còn lăng tăng một số việc. Làm việc nhiều cũng tốt, nhưng mà người ta là con gái mới lớn, người ta cũng muốn có cái tình yêu nó lãng mạn một chút xíu. Tại vì quan điểm sống của em muốn cái bạn nam còn lại á, thì thứ nhất là phải có cái công việc riêng và em là công việc riêng. Hai người hai công việc khác nhau. Và làm về hành chính, em thì em có thể chịu đựng được cái công việc áp lực của mình, nhưng mà về cái cuộc sống gia đình á, em không chịu áp lực được. Thành ra em muốn một người thấu hiểu, không có chửi mắng gì hết, không tranh luận, có nghĩa là mình phải tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà nãy em nghe nói chửi chó với chửi bạn gái nên em ớn. Đó là nói vui thôi. Khi mà giận thì anh sẽ im lặng. Cái việc mà em muốn làm là sắp xếp cái thời gian anh có thể hoàn toàn chủ động bất kỳ lúc nào. Tại vì anh làm chủ động về thời gian của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay, gặp cô gái này em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận rất là tốt. Hãy nói cho cô ấy biết. Anh là muốn tiến thêm với em thêm một bước nữa.
để có thể có dành cho nhau một khoảng thời gian nào đó để mình trao đổi thêm những cái mà em cần, chắc chắn là anh sẽ làm được. Chị biết là bạn gái cũng còn lăn tăn nhiều thứ, nhiều cái suy nghĩ khát khao nhiều hơn về cái tình yêu. Người ta thẳng thắn thôi, khi 5 năm người ta không có bạn gái thì người ta là như vậy. Làm công nghệ rồi làm việc, mình chưa có biết cái cách nói cho nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà chị nhận thấy bạn trai là có cái sự chân thành và thật sự là mong muốn và khao khát được có một cái cơ hội. Thì bây giờ quan trọng là nhân duyên, quan trọng là cảm xúc nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Một bạn trai theo chị đánh giá là rất đàng hoàng, rất được. Em có cảm nhận là bạn gái sẽ không bấm nút cho em không? Dạ có. Nhưng mà chị rất thích em. Em rất quyết liệt. Thậm chí em bấm mà em còn bấm sớm nữa. Giống như là cũng một lần nữa em muốn gửi cái thông điệp đến cho bạn nữ. Nhưng mà tuy nhiên chị đã nói chia sẻ rồi, có thể là bạn nữ chưa có chạm được tới cảm xúc của em. Lý do tại sao em không bấm nút? Tại vì em cũng đã từng quen một người, thì cũng giống như bạn vậy đó. Cái gì cũng được hết, nhưng mà người ta nói là đắp chanh với chanh có lệnh á. Thì khi vô rồi thì em mới thấy nó không phù hợp với mình. Nhưng mà em có nghĩ là liệu có bất công với chàng trai này không, khi tự nhiên em áp đặt một cái bạn trai cũ lên một con người mới hoàn toàn? Em không hề áp đặt lên bạn trai cũ lên bạn trai này. Cái nhạc của em nó không có chớp. Thứ hai, điện em không có giật. Ok, rồi mời hai bạn. Đã nói về cảm xúc thì không lý lẽ được. Sự rung động của con tim không thể nào Tường có thể tác động được. Bạn trai này tôi tin rằng là cũng không buồn nhá. Mình có rất là nhiều người theo dõi chương trình, biết đâu có rất là nhiều bạn gái rất là mong muốn được kết bạn với em, và chị tin rằng là em sẽ thành công. Còn em cũng vậy. Hôm nay có thể mình chưa có cái duyên để mà trái tim mình chưa rung động, mặc dù chị thấy chàng trai này khá tốt, nhưng không sao, có nhiều chàng trai khác, có những cái chàng trai mà họ sẽ dành nhiều thời gian cho bạn gái nhiều hơn, hợp gu với em hơn, hợp nhãn với em hơn, họ sẽ mạnh dạn đăng ký với chương trình để được gặp em. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Thôi thì cũng vỗ tay cho bà Mai hôm nay một cái, mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị đang theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCB Media. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Play. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Truyền hình. Và chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên kênh My TV. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Em nóng vội. Gì? Nóng vội là sao? Kiểu như em cũng muốn cưới luôn á. Tại vì em cũng 30 tuổi rồi. Cưới mà bà ấy không chịu. Em thấy chị đã được rất là dễ thương. Mặc dù là cũng nhiều tuổi rồi. Em... Trời ơi, chị đi đâu ấy? Có hôn được cái nào chưa? Dạ thì cũng chưa. Chưa luôn? Mới có sơ sơ chị ơi, chưa chị. Trời ơi, sơ là sao? Sơ là chỉ ở nắm tay. Ủa đi chơi vậy không lẽ không hôn nhau tạm biệt? Dạ em nghĩ là chưa. Trời ơi, em nghĩ là chưa rồi chứ còn em nghĩ là chưa gì nữa. Em đã đủ trước, bắt đầu từ số 0, never bắt đầu từ số đông. Yeah, có thật đẹp và độc, đẹp theo cách của mình. Yên lặng, vẫn là tâm niệm mơ anh nhìn. Hoàn toàn mới, đẹp, độc, đỉnh. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân quan chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mát tay để có thể mai mối được cho hai cặp đôi. Họ sẽ tung tăng nắm tay nhau ra về, và hai chị em mình cũng vui vẻ nắm tay nhau ra về. Đúng rồi, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Yeah. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời lên sân khấu hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời.
Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Dễ thương, hai cô gái mặc hai cái đầm dễ thương cực kỳ. Màu xanh là màu hy vọng, mình sẽ hỏi những người ngồi ở ghế màu xanh trước. Hello, chào em trai ở ghế màu xanh. Em giới thiệu một chút xíu thông tin cho chị Tường nghe về bản thân mình nha. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, đang làm công việc gì? Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng với ba bạn chơi và tất cả quý vị. Em tên là Đặng Hoàng Việt, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc ở Đồng Nai ạ. Hiện tại em đang là nhân viên tư vấn chứng khoán ạ. Từ đó lên đây và mất bao nhiêu thời gian? 1 tiếng rưỡi chị. Hôm nay em lên đây quay hình, em đi bằng gì, đi với ai? Dạ em đi với em gái và em rể. Em gái và em rể. Rồi cả nhà đi lên đây bằng gì? Tự em đi vào nhà của em gái em rể lên này. À, có nghĩa là em tự đi từ dưới Long Thành lên đây. Dạ. Ý chị đang hỏi là em đi bằng cái gì? Phương tiện. Dạ. Phương tiện gì lên đây? Dạ em đi bằng xe chị. Xe gì? Dạ em đi bằng xe hơi chị. Ai chở, ai lái? Dạ em lái. Tự lái luôn. Dạ. Rồi giờ định chừng nào về? Sau chương trình này em sẽ ở lại chơi ở nhà em gái. Nghe ở lại chơi, tụi nó chơi với bạn gái, ở lại chơi với nhà em gái. Dạ thì nếu như mà hẹn hò được, hẹn hò được với một bạn nữ nào đó thì em sẽ ở lại thời gian hôm nay để có một buổi hẹn hò ấm áp. Đó, chủ yếu là cái chỗ đó á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em siêng năng và sáng tạo trong công việc. Dạ điểm yếu của em thì em cũng lâu lâu hay quên. Cũng ngây thơ và dễ tin người. Dạ. Ngây thơ. Dạ. Sinh năm 87 là bây giờ 35 tuổi rồi mà còn ngây thơ, dễ tin người. Đã bị ai gạt bao giờ chưa? Thỉnh thoảng có. Gạt về cái gì? Tình, tiền, công việc? Cũng không đến nỗi. Tại gạt chỉ có hai thứ, tình hoặc tiền thôi hả? Bây giờ bị gạt tình hay bị gạt tiền? Hay là cả tình gạt tiền đi chung? Đó, thường tình nó dính với tiền luôn. Có vấp ngã mình mới có thành công ngày hôm nay. Mình sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Đó là thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu xanh tới bên cô gái ngồi ở vị trí màu xanh. Em hãy giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng tất cả mọi người trong trường quay và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Ngọc Hân, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên marketing tại công ty bất động sản. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Dạ, em hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em là thích đọc sách, ham học hỏi, có chí cầu tiến. Còn điểm yếu của em là có vẻ là với người lạ thì em hơi nhút nhát. Rụt rè quá hả? Dạ. Em biết hát không? Dạ biết ạ. Hát liền đi. Làm một đoạn đi em, làm cho nó mở giọng nè. Gì? Em sẽ hát bài là Nhắn Gió Mây Đằng, Em Yêu Anh ạ. Rồi. Về với em đi, sống chơi hết tháng ngày dài. Mình em mà nỗi nhớ mệt nhòi, chỉ có riêng em với em thôi. Thì vẫn yêu em, nguyện yêu cho đến hết cuộc đời. Giống kiểu tay đã ngủ vùi, nhưng gió mây dần em yêu anh. Hay quá. Hai bạn ơi, có nghe người ta nhắn với gió với mây chưa à? Sao rồi. Em cảm nhận giọng hát của bạn gái ngồi ghế xanh như thế nào? Dạ, bạn hát rất là ngọt. Có gì cho chút nào gì gọi là rung rinh mê mẩn gì chưa? Cái giọng hát đó có làm em hơi lung lay chưa? Kích thích sự tò mò của em chưa? Dạ, em cũng thấy hơi tò mò và cũng muốn... Thấy cái tay là chà 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 vô cái chân rồi đó. Hôm nay toát một hồi hộp rồi đó nha quý vị. Bây giờ tới chàng trai ở ghế đỏ nè. Chào chị Cát Tường. Chào anh Hứa Minh Đạt. Chà, giọng trầm khỏe dữ ha. Em chào anh Nam đến chương trình và mình chào hai bạn nữ. Em tên là Hiếu ạ. Cái gì Hiếu? Văn Hiếu ạ. Trịnh Văn Hiếu. Quê quán ở Đắk Lắk, năm nay 28 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại. Ngày trước thì em có đi học nhưng mà khi ra trường rồi thì em cũng tiếp tục cái công việc mà hồi sinh viên em đang làm. Bây giờ em vẫn đang làm công việc đó chứ cũng chưa có đi làm. Là cái nghề này là sửa chữa điện thoại này là từ xưa đến giờ luôn, từ hồi đi học ra tới giờ luôn. Hồi sinh viên em có mày mò. À. Thì... Ủa là tự mày mò rồi sửa chứ không có học gì trơn hả? Cái này tự học ạ. Ồ, giỏi vậy. Cũng chưa có đi làm đúng cái ngành mình học. Em học ngành gì? Dạ em học bên cơ điện tử, cơ khí tự động. À mà bây giờ là đang là sửa chữa điện thoại. Dạ đúng rồi. Là em sửa cho công ty nào hay là em tự làm cho cá nhân? Dạ, sao? Em tự làm cá nhân. Ừ. À, có tiệm riêng rồi đúng không? Là em có tiệm. Dạ, điện thoại đúng không? Dạ. Rồi. Em đang làm ở Bến Cát, Bình Dương. Ủa lý do tại sao mình lại ở Bình Dương? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Người ta nhận xét em là một người trầm tính, có giọng nói cũng khá trầm. Trầm nó chứ khá gì, giọng nói trầm. Không biết tính có trầm giống giọng nói hay không. Khi mà quen rồi thì em cũng hòa đồng thôi. Trong công việc thì em khá là nghiêm khắc, nghiêm túc. Điểm yếu của em thì không nhậu được thì có phải là điểm yếu không? Đối với chị thì yếu quá, mà nhiều khi đối với bạn gái kia thì mạnh. Hơi kém á, không có uống được nhiều bia rượu. Không nhậu là điểm mạnh chứ còn gì nữa. Giờ uống bia thì kém rồi thì có cái gì là không kém? Từ bé lớn là em có cái đam mê là máy móc ạ.
Đó là bao nhiêu đài loa trong nhà rồi anh em là cũng về nghiên cứu. Chắc cũng tan nát biết bao nhiêu cái máy móc rồi ha. Nó ra được lắp vào. Đúng rồi. Có cái dùng được cái không ạ? Tốt thôi, kể. Từ cái đam mê đó mà em các cái đồ điện ở trong nhà á, vật dụng hay gì đó thì em cũng có cái tài lẻ là em nghiên cứu em sửa chữa. Lấy anh này về là yên tâm mấy mọi thứ trong nhà, điện đóm rồi là anh lo hết ha. Cho chị hỏi cái bến cát Bình Dương là mình lên thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Cát lên đây nếu mà đi thuận đường giờ không phải giờ kẹt xe thì nó khoảng hơn 1 tiếng rưỡi một xíu. Hơn 1 tiếng rưỡi vậy là cũng ngang ngửa với anh bên đây. Nói chung là hai chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đều cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 1 tiếng rưỡi kim bay. Rồi bây giờ tới cô bé xinh xắn ở ví màu đỏ nè, em giới thiệu về mình đi em. Dạ cho em xin chào tất cả mọi người. Em chào anh Hướng Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thu Trang. Thu Trang. Dạ, năm nay em 22 tuổi. Em đến từ Hà Nam. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, vui vẻ, có sự cầu tiến và nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu của em là em đôi khi trẻ con, dễ quạo. Cái gì mà nó đã đề ra kế hoạch từ ban đầu rồi mà không có đúng như cái kế hoạch thì em cảm thấy hơi khó chịu. Ham chơi nữa, em ham chơi lắm. Rồi, dễ thương quá trời. Bây giờ mình tới tình trường nha. Quay lại với bạn trai ở ghế xanh nè. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em có quen 1-2 người nhưng mà chưa gọi là mối tình chị ạ. Ủa sao vậy? Dạ thì có thể là mình có trải qua một vài cung bậc cảm xúc nhưng mà dừng lại ở tình bạn thôi chị. Chưa có cái gì mặn mòi hết trơn. Dạ. 35 tuổi luôn chưa có một cái nào mặn hết. Dạ, trên tình bạn dưới tình yêu thôi. Trời ơi, cái lấp lửng đó là do em hay là do đối phương? Chắc là do em nhút nhát. Cuộc đời chị là chị sợ nhất những cái mối quan hệ mà trên tình bạn dưới tình yêu lẫm lửng lờ lờ đó. Hà tới tới luôn mà chị nghĩ này chắc do em quá. Dạ, nó thanh niên quá. Chứ phụ nữ người ta rõ ràng lắm về cảm xúc là yêu không yêu thôi để né né lên cho ta đi kiếm người khác lấy chồng. Tới không tới luôn luôn cứ sàng ràng hoài, lỡ thì lỡ bạn hết trơn. Bởi vậy sau này em rút kinh nghiệm hơn thì nếu như em mà gặp bạn nào em có mà tình cảm thật sự thì em sẽ tỏ lòng cho bạn đó hiểu. Trời đất ơi, rồi có hôn được cái nào chưa? Dạ thì cũng chưa. Chưa luôn? Mới có sơ sơ chị ơi, chưa chị. Trời ơi, sơ là sao? Sơ là chỉ ở nắm tay. Ủa đi chơi về không lẽ không hôn nhau tạm biệt? Dạ em nghĩ là chưa. Trời ơi, em nghĩ là chưa rồi chứ còn em nghĩ là chưa gì nữa. Phụ nữ đừng bao giờ hỏi anh hôn em được không? Tôi sợ nhất ai hỏi luôn đó. Không lẽ bây giờ người ta nói dạ được. Có kỳ lắm đúng không? Cho nên là mình cứ hôn đại. Nó sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Phụ nữ mà người ta cho hôn á, người ta thích mình á thì người ta sẽ cho mình hôn, người ta hơi né, nhưng mà mình cứ kéo vô thì mình vẫn hôn được. Là từ đó là mở màn cho những cái sau. Hiểu chưa? Đây là chị Tường, chị kinh nghiệm. Còn nếu trường hợp mà mình hung mà người ta không chịu thì mất quá ăn cái bọc tai chứ làm gì dữ vậy đó. Ăn cái bọc tai thôi nhưng mà mình sẽ biết được là mình được hay là không được. Thường thường các bạn nhút nhát là các bạn chỉ sợ là bạn nữ không cho mình hung, đúng không? Dạ. Rồi mình ngại, rồi mình không biết không cho rồi nói sao, rồi mình đi hỏi người ta phải không? Dạ không có hỏi. Trời ơi, bạn này còn tệ hơn là không hỏi nữa. Bây giờ không có hỏi gì hết trơn. Bây giờ nếu mà có một mối tình nữa nè. Dạ. Nếu mà em đã thích người đó thích em, người ta mới đi với em mấy tháng. Chị khẳng định luôn. Dạ. Phụ nữ là người ta không bao giờ chủ động. Chị đã 40 mấy tuổi thì còn chưa chủ động nữa. Ai thích chị là người đó phải chủ động. Chị không chủ động nhưng mà người ta tấn tới thì chị ok. Chứ chị không bao giờ chủ động. Nhớ chưa? Dạ dạ. Cho nên mình phải chủ động. Bất quá là ăn một cái bọc tai thôi. Được không? Dạ được chứ. Nhớ dạ, nha. Em cố gắng. Tức lắm á. Mạnh dạn. Mạnh dạn lên ha. Dạ. 35 tuổi rồi không mạnh nữa là coi như là mệt lắm á. Rồi bây giờ muốn kiếm một người bạn gái mình là người như thế nào nè? Em cũng mong muốn kiếm một bạn gái phù hợp với bản thân của mình. Rồi. Biết kính trên nhường dưới. Vui vẻ, hòa đồng là được. Dạ. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Tầm 1m55. Đơn giản ha. Hiền dữ. Chỉ cần là hiền quá tóc. Có cần trời bạn, ơi, cho bạn gái sẽ là người chủ động khi hôn không? Dạ không. Không lần này thấy người chủ động đúng không? Dạ. Không, con gái không ai chủ động hết trơn á. Thì bởi vậy không. Hiền quá trời. Nói thì nói chứ bao nhiêu năm nay là 3 mấy rồi mà bờ môi vẫn còn trinh trắng. Hãy dành quá sự ngây thơ đó cho người tình đầu của người ta. Bạn ngồi ghế màu xanh hiền khô. Đó em nè, tâm sự về chuyện tình yêu đi nè. Có trải qua một mối tình. Một mối tình duy nhất. Em quen bạn đó được 1 năm. Một năm? Dạ. Cách đây bao nhiêu lâu á? Tụi em cũng mới chia tay được 1 năm. Tại sao vậy? Tại vì có rất là nhiều vấn đề trong hôn nhân mà mình không thể nào tiến tới. Vấn đề hôn nhân luôn hả? Vấn đề gì em có thể nói gì? Em cảm thấy không hợp nhau. Không hợp nhau về vấn đề gì? Bạn ấy cũng đôi khi cũng ít có sự quan tâm tới mình, công việc bạn ấy bận rộn. À, cái người bạn trai cũ đó có hôn em chưa? Dạ rồi. Rồi đúng không? Không hợp là không hợp cái gì? Thì phải nói ra chị biết đường chị làm mai mối chứ. Đương nhiên chia tay nhau là không hợp mới chia tay rồi. Bạn đã chủ động chia tay em trước mà. Thì em phải biết là tại sao bạn đã chia tay em. Tại vì có thể là tính cách của em hơi nóng vội thì bạn không hợp với bạn đó. Em nóng vội? Nóng vội là sao?
kiểu như em cũng muốn cưới luôn á, tại em cũng đã 30 tuổi rồi, cưới mà bạn ấy không chịu. Nhưng mà em có hiểu nguyên nhân tại sao bạn ấy không chịu không? Đã có một cái mối quan hệ khác phù hợp hơn với bạn. Cái này là em đoán hay là nó là như vậy? Em đoán vậy. Sao tự nhiên em lại đoán như vậy? Trong lúc quen thì bạn ấy cũng đã chủ động chia tay rồi. Người ta đã không chân thành với mình thì bỏ qua ha. Dạ. Thì bây giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Từ đó thì em nghĩ là hiền, thích đọc sách, ham học hỏi, có chí cầu tiến, nhìn cũng thư sinh. Ngon á, bên đây chị thấy là thư sinh nha. Ủa, có đọc sách không em? Dạ, em có sách mà em ít đọc lắm chị. Chứ sách để làm gì? Dạ, em thấy tựa hay, với lại em đọc cũng được một hai chương rồi. Nước lướt rồi thôi hả? Bởi con người em không bao giờ đi tới cùng. Em làm cái gì em cũng làm sơ sơ hết trơn á. Bên đây là người ta muốn cưới rồi. Ví dụ như em thì bao lâu nữa em đám cưới được? Dạ, nếu như mà có hẹn hò được và hợp nhau thì em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm là được. À, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi phải không? Dạ, em có tích lũy rồi chị. Có tích lũy rồi đó. Trước mắt hợp hay không chưa biết. Nhưng về cái tư tưởng là người ta đã có ý lập gia đình, đó cũng là một cái cơ hội để mình tìm hiểu, đúng chưa? Trước tiên chị thấy là có khả thi rồi đó. Có khả thi rồi đó. Bây giờ tới anh chàng ở ghế đỏ nè. Cũng 28 tuổi rồi chứ ít gì. À, muốn lấy vợ chưa? Bản thân thì cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc. Tình yêu đủ lớn thì sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Tình trường của mình thì trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Một thôi? Dạ, dạ. Kéo dài khoảng hơn 6 năm. 6 năm? Bắt đầu từ năm em bao nhiêu tuổi? Ngày bắt đầu thì khoảng cuối tháng 2 năm 2015. Nhớ kỹ ha. Dạ. Tháng 2, 2015. Đó, kỷ niệm hoài luôn á. 7 năm rồi, vậy là chia tay cũng cả năm rồi. Chia tay cũng gần 1 năm rồi. Gần 1 năm rồi. 6 năm mà, tại sao lại để chia tay uổng vậy? Bạn gái cũ của em thì cũng ở gần nhà, ở quê Đắk Lắk ạ. Ngày trước có đi học ôn thi chung, đi đại học chung thì cũng có tìm hiểu bạn ấy ở Bình Dương. Tại vì sao ở Bình Dương? Tại vì cũng muốn ở gần bạn gái. Theo ít ra người ta cũng mạnh mẽ, dám bỏ xứ đi theo người yêu, thấy không? Coi như là đi theo bạn gái ở Bình Dương nên mình tới Bình Dương để mình lập nghiệp luôn, để được gần bạn gái. Dạ đúng rồi. Cũng một phần lý do là gần bạn gái và một phần lý do là do bạn em nữa. Trời, sao nữa? Quen nhau thì quen nhau quá lâu rồi ấy. Tình yêu thì cũng em nghĩ là còn. Nhưng mà em xác định tương lai mà đi xa ấy, để mà cưới nhau được thì có rất nhiều cái nó mâu thuẫn. Và em cảm nhận là bạn ấy yêu mình rất nhiều ạ. Nhưng mà nếu mà chung sống với nhau có nhiều điểm nó sẽ không hợp tính nhau đấy. Ví dụ? Vì người ta thương mình, người ta yêu mình nhiều ấy, nên là người ta có muốn kiểm soát. Kiểm soát nhưng người ta vẫn trên mức tôn trọng, nhưng mà nhiều khi là bạn ấy cũng hay giận hờn nữa. Cái đỉnh điểm là như thế nào để mà nhây như đến 6 năm thì mình mới quyết định chia tay? Mà em có cái mối quan hệ nào mờ ám thêm bên ngoài không? Em nếu sợ mà nói chia tay để mà tiến với một người khác ấy, thì chắc chắn em không có. Nhưng mà em cũng lạng lạng lướt lướt nói chuyện thân với bạn nữ thì trước đó là có một bạn và em thấy như thế là không đúng ạ. Em đã dừng lại, nhưng mà chỉ là ở mức là bạn gọi là nói chuyện thân mật một xíu thôi. Em chia sẻ thẳng thắn, cái đó là chắc chắn là gây sai rồi. Khi mà tình cảm yêu nhau quá lâu rồi ấy, thật sự ra là mình cũng không còn cảm xúc quá nhiều nữa. Bây giờ em mốt em lấy vợ rồi, ở với vợ cả đời rồi, lúc đó em cảm nhận ra rồi em không còn cảm xúc nữa rồi, làm thao. Cảm xúc là mình chỉ còn thấy thương người ta thôi. Còn yêu thì vẫn còn yêu, nhưng không đủ lớn để mình tiến tới hôn nhân ạ. Em dừng lại, mỗi người cũng sẽ có một cái bước tiến mới thôi. Buồn một thời gian nhưng bạn ấy cũng có người yêu mới, bạn ấy thay đổi rồi. Và bạn ấy sống tốt hơn rất nhiều ạ. Đó là bạn nó may mắn thôi, chứ nhiều khi có những người mà trong một cái mối quan hệ 6 năm khi buông ra người ta không còn cơ hội nữa thì làm sao. Nhưng mà bây giờ bản thân em thì thấy như thế nào? Đương nhiên cũng bình ổn rồi mới lên đây đúng không? Dạ. Em mong muốn tìm một người như thế nào? Về tính cách thì bạn ấy cũng điềm tĩnh, tổng quan thì nhìn hiền. Hai đứa nói chuyện hợp tính với nhau, cũng những cái lúc vui vẻ thì thật sự em cũng rất vui vẻ, rất không nhạt đâu, em cũng khá mặn. Không nhạt đâu, mặn lắm hả? Khá mặn nữa. Khá mặn luôn. Nhưng em có chắc em là người chung thủy không? Em nghĩ là em đủ nghiêm túc, đủ chín chắn để em khẳng định em là người chung thủy. Nghiêm túc với chín chắn thôi chứ còn chung thủy là không nha. Em có nghĩ em là người chung thủy không? Dạ em nghĩ là em là người chung thủy. Cũng không luôn nha cưng. 99.9% đàn ông trên cuộc đời này không ai chung thủy với vợ cả. Còn 1%, 0.1% còn lại là họ chưa có cơ hội để làm điều đó, chứ không có ai chung thủy cả nha. Trời ơi, bởi vậy chị Tường Hương nghĩ bi quan vậy? Không có bi đàn quan. Không không hề bi quan, mà đó là sự thật nha mấy em. Có nghĩa là người đàn ông, xích ra để tôi nói chuyện với hai cô gái. Có nghĩa là mình tìm được một người con trai đàng hoàng, nghiêm túc, có đạo đức, có trách nhiệm, và mình cảm thấy hợp gu, hợp cạ thì mình quen, mình lấy thôi. Chứ đừng bao giờ tin tưởng rằng cái người đàn ông đó chỉ có một mình trong cuộc đời. Đó là các em ảo tưởng nhé. Mình hãy nghĩ đến những mặt tốt của đàn ông, là anh ấy cũng tốt với mình, anh ấy làm về lương đưa cho mình, anh ấy yêu thương vợ con, chăm sóc mọi thứ. Thôi kệ vậy được rồi. Đó là quan điểm của chị Tường. Không. Chứ đàn ông là người tốt rất nhiều. Thí dụ như không, anh không hề. Bây giờ chị Tường quyết định kiểu vậy là giống dạ. như là sẽ có một cái ngày nào đó anh sẽ có cơ hội để mà phản bội. Cơ đúng. Hội gì đó, làm sao có chuyện đó được. Có rồi. Một khi mình dạ đã chuẩn đường lối thôi. Có rồi. Đó là quan điểm của chị Tường. Chị sẽ theo chị Rình em và chị sẽ cung cấp thông tin cho Lâm Vĩ Dạ. Thôi bây giờ tới chuyện tình trường của này nè. Dạ em đã trải qua 3 cuộc tình
Dày dặn kinh nghiệm. Yeah. Mối tình đầu tiên của em là khi em học lớp 12. Quen bạn đó học khác lớp nhưng mà cùng khóa. Quen biết là do đi tập văn nghệ chung đó. Tụi em quen nhau nó đẹp lắm. Nó đúng kiểu trong sáng của thời học sinh luôn. Mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em quen là đúng mùa thu. Cái đợt mà mùa hoa sữa ở ngoài Bắc á. Nó đẹp lắm luôn. Cái trường của em ở giữa thì con đường của em đi hướng này, còn con đường nhà bạn thì đi hướng ngược lại. Tại ra trước á là bạn đợi em lấy xe ra, sau hai đứa đi hai cái xe đạp điện song song trên cái con đường hoa sữa đó. Thơ đi mộng phim nhé. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Thì sao hết phim vậy? Cũng là do em mãi mê việc học. Hai mối tình sau này thì đều ở trong trường của em thôi. Trong trường sân khấu luôn. Dạ. Mối tình thứ hai là do em học năm 2 thì quen một cái bạn đó học ở khóa dưới. Anh em trong trường gặp nhau hoài, xong rồi tập bài rồi góp ý đi trong trường vòng vòng gặp nhau thì biết thì quen thôi. Lại một bộ phim mới. Dạ không, đẹp, cái bộ phim kéo dài được bao lâu? Hình như là cũng chỉ có vài tháng thôi à. Các bạn dạ. Em cũng thuộc loại là người cảm xúc đó, cảm xúc dạ, nở tối tàn lắm đó. Em bị chia tay mà, chứ em đâu biết. Bị chia tay hả? Dạ đúng rồi. Cái này cũng có thể là do xa mặt cách lòng. Thời gian tụi em ở trên trường thì tụi em gặp nhau hoài luôn. Nhưng mà thi học kỳ 2 xong là để nghỉ hè á. Tụi em thi xong thì mỗi người trời ơi, về. Chỉ có 3 tháng hè là cách lòng rồi đó trời. Em thì về quê ở ngoài Bắc, còn bạn thì ở trong này có xích mích xong rồi bắt đầu ba mối tình không hợp rồi thôi cất rồi mối tình cuối cùng nè. Vô mối tình thứ ba nè, nói lớn lên bộ em phim ơi. Gần đây nè, bộ phim gần đây thì chia tay cũng hơn một năm rồi ạ. Rồi là dạ, do biết ảnh cũng là đi tập bài chung thôi. Dạ, cũng là bài... diễn viên luôn trong trường luôn ha em. Dạ đúng rồi. Sao chia tay? Có thể là do tụi em có khá là nhiều cái không hợp. Khi mà tụi em bắt đầu quen á thì nó rất là vui. Mà qua cái giai đoạn vui vẻ đó rồi là bắt đầu có nhiều cái xích mích. Bắt đầu có cái lộn. Do em gây chuyện thôi chứ không phải cái lộn. Khi mà mới quen thì anh gọi điện nhắn tin cho mình thường xuyên. Tự nhiên anh vô tâm á, em cảm thấy em bị... Ủa sao tự nhiên bị vô tâm vậy? Là em gọi điện, anh không nghe máy luôn. Em nhắn tin anh còn không trả lời. Sau thì cũng là xa mặt cách lòng. Nữa hả? Cũng là xa mặt cách lòng. Dạ cái đợt trước là mùa hè, còn cái này là đợt Tết. Cũng nghĩ đợt Tết xong trời rồi. Ơi mỗi lần em đi về quê thì em đi có nhiêu đâu, có một tháng hay gì mà cái lúc nào sao mà cách dạ, lòng cứ mỗi lần trời. Về quê là lại có chuyện ạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Là người tinh tế, giàu tình cảm, ga lăng. Ga lăng cao hơn em nè. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m63 thôi, em cũng thấp 63 lắm. 1m63 thì 1m64. Em cao mét mấy? Là vô rồi. Em khoảng hơn 1m8 một xíu. Hơn 1m8 được chưa? Rồi chàng trai ghế sau em cao mét mấy? Thì em cao 1m65 là chị. 1m65, màu đúng xanh 1m65, màu đỏ 1m8 trở lên, được chưa? Rồi bây giờ mình giao lưu với người thân nha. Chào hai em. Chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và toàn thể khán giả xem truyền hình ạ. Em tên là Hùng, là em rể của anh Hoàng Việt. Hai chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi, có cháu nào chưa? Dạ có một cháu ạ. Rồi để anh còn bơ vơ vậy thấy thương dễ sợ không? Thương anh không? Hôm nay có hai cô gái ngồi bên bển. Thì theo như á là hai chồng em thấy cô nào có thể phù hợp với anh trai của mình? Cho vài nhận xét theo về hai vợ chồng em thì hai bạn nữ này rất là xinh, dễ thương. Nhưng theo cái quan điểm cá nhân của em. Cá nhân của em ha, rồi em thấy bạn ghế xanh này thì phù hợp hơn với anh Việt ạ. Rồi, đó là mới cá nhân em à. Chị tưởng em bạn vợ em rồi, còn em nói cá nhân em thì chị sẽ hỏi thêm ý kiến của vợ em nữa. Em cũng chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và toàn thể các khán giả ở đây. Em là em gái của anh Việt, thì anh Việt tính ảnh rất là hiền, rất là thật. Em thấy bạn gái mặc váy trắng và ghế xanh thì có vẻ như tính cũng hiền hậu, hợp với tính của anh của em. Vậy là hai vợ chồng cũng cùng quan điểm ha. Vậy thì chị cũng hy vọng một lát nữa thì hai bạn đó sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hy vọng là hôm nay sẽ có cái gì đó nó vui vui ha. Rồi có gì thì tối biết đâu cả nhà bốn người đi ăn cơm tối ha. Tạo điều kiện cho anh nha. Nhớ đẩy đẩy anh chút xíu, anh hơi nhút nhát. Cảm ơn hai vợ chồng. Rồi mời em trai. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Thiết, năm nay 28 tuổi, bạn thân của bạn Hiếu. Theo cái gu của bạn Hiếu thì em thấy cả hai bạn đều hợp. Trời ơi, gu bạn Hiếu. Tại sao có chuyện gu đó nhỉ? Mình có dễ tính quá không nhở? Mình có dễ tính quá không nhở? Em sẽ ưu tiên về bạn nữ ghế màu xanh. Trong khi bản nhân thân em thì thấy hai bạn bạn nào cũng hợp gu hết trơn, của Hiếu hết trơn. Thì gu của bạn Hiếu thì bạn thích người trưởng thành và nhìn mặt hiền hòa. Nên là em thấy bạn ghế màu xanh là phù hợp. Bạn ấy bao tuổi nhỉ? Hả? Bạn ghế màu xanh. Bạn ghế màu xanh nãy nhiêu tuổi Đạt? 30 30 bạn à? Muốn lấy chồng rồi đó. Thì đó thì hôm bữa hổm là chia tay là tại vì ông kia không bên chịu. Bên kia không chịu cưới đó. Cảm ơn em những cái bữa này ý kiến vô chương rất là này. Chân thành và chính xác ha. Và bây giờ không để quý vị chờ lâu, để cho các nhân vật chính người ta gặp nhau, người ta trò chuyện. Mở cửa trái tim. Chào
đầy xiết sao khi ta gặp nhau. Từ từ anh một. Ưu tiên ảnh thì anh 35 tuổi rồi, ưu tiên ảnh đi em. Hôm nay em tới đây có hai cái bó hoa tặng cho hai bạn nữ, với lại có một trái tim ấm áp. Có một trái tim ấm áp nữa. Dạ. Mạnh dạn lên nha. Dạ anh tặng em. Đó. Bạn nữ. Mình trái tim ấm áp bỏ đâu? Dạ trái tim ấm áp em sẽ bỏ cho bạn này. Trời ơi, mạnh mẽ rồi. Được rồi, cái thiệp ấm áp dành cho bạn này. Được, dễ thương. Mạnh được á, được á. Làm bớt mồ hôi chán đi nè. Chấm mồ hôi đi nè. Trời ơi. Có ống heo luôn. Cứ làm đúng trái tim mình mách bảo nha. Muốn gửi đến em nữa. Một món quà đầu tiên mình gặp nhau. Dạ, em cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Nhưng mà trong đó có tiền không ạ? Không, không có tiền cũng không có info. Info em sẽ tự xin được. Cái gì nói gì bên đây chị không nghe. Không có tiền cũng không mình có món quà nhưng mà lần đầu mình gặp nhau ha. Không biết là bạn là Bốn Mê Thuật thì bạn ở đâu nhỉ? Thành phố Bốn Mê Thuật luôn. Thành phố hả? Dạ. Mình ở Cao Đông Năng 47 E1 ha. Dạ. Rồi mình để đây nhá. Nhưng mà còn con chim cánh cục đó sao ạ? Dạ cái này em quý chị Cát Tường từ rất lâu rồi. À. Trời ơi dễ thương. Em thấy chị Cát Tường rất là dễ thương. Mặc dù là cũng nhiều tuổi rồi. Ủa giờ tặng luôn rồi đó hả? Ừ. Như sau khi làm chị tổn thương nhẹ cái là em tặng liền á phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn dạ, em. Ơi các bạn nữ hình như chị thấy cũng có quà, các bạn đã muốn tặng chưa? Dạ em tặng sau chương trình được không ạ? Được. Chương trình đúng không? Dạ. Em tặng đi. Em muốn tặng hả? Thôi tặng đi em. Dạ. Em với chương trình thì em muốn tặng hai anh mỗi người một quyển sách. Quyển sách này có tên là Kiếp Nào Tôi Cũng Tìm Thấy Nhau. Là hai cuốn sách này đều giống nhau, chỉ là em để riêng hai cái màu thôi. Dạ. Dễ thương quá chừng luôn á. Cảm nhận của em như thế nào khi đầu tiên mở cánh cửa này ra? Em cảm nhận thì hai bạn nữ xinh, bạn nào cũng dễ thương. Bạn nữ ở ghế xanh thì có vẻ trưởng thành, còn bạn nữ ở ghế đỏ thì baby cute. Em có rung động, có xao xuyến gì trong lòng chưa? Có thấy bồi hồi xúc động gì chưa? Em nghĩ là mình vẫn đang ổn. Rồi. Đây đang làm cho em xao xuyến cho, tại vì mình học trường sân khấu á, mình cũng phải có năng khiếu là ca hát được chứ hả? Dạ không, em hát dở lắm ạ. À múa. Dạ múa cũng dở luôn à, nhưng mà anh nhớ trong bài học ở trong trường á là sẽ có một phần thi là mình phải đóng vai một con vật. Hôm đó em đóng vai gì, con vật gì? Anh nói về phần hình thể đúng không ạ? Đúng rồi. Hình thể thì em nhớ là em đóng vai con mèo. Đóng vai con mèo thì ngày hôm nay em đóng vai con mèo cho anh coi đi. Con mèo thì tính nó hơi chảnh trẻ, nó hơi một mèo sang chảnh đúng không? Đúng. Rồi đâu, đóng vai mèo sang chảnh anh coi coi. Đang diễn con mèo đang ngồi trên ghế nè. Rồi. Trời, nhìn con mèo đang ngồi trên ghế hả? Bình thường là con mèo đó tay chân nó ngồi chứ nó đâu có ngồi như vậy đâu. Thì em diễn bình thường thôi. À. Rồi. Mẹ. Oh yeah, không liền. Hay quá. Dễ thương quá trời luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trao đổi một số những cái câu chuyện để mình có thể mình hiểu nhau được nhiều hơn. Chị đưa ra một cái chủ đề, các bạn quan điểm như thế nào về cái chuyện làm dâu, chuyện đám cưới? Đâu em nói trước thử coi. Sau này mà có tiến được với nhau về hôn nhân thì em nghĩ là bạn nữ đó nếu như mà làm dâu được thì rất là tốt. Hiện tại thì em ở chung với ba mẹ, nhưng mà hiện tại thì gia đình cũng có nhiều người, tại vì anh chị với lại em gái thì ở riêng hết rồi. Khi mà về chung gia đình rồi thì cái vấn đề về công việc, gia đình hoặc là những cái điều gì mà cần giải quyết với nhau thì mình trao đổi với nhau và đưa ra cái ý kiến là chung nhất. Hỏi thử ý bạn gái coi, bạn gái có cùng cái suy nghĩ với mình như vậy không? Bạn chào bạn thân, em có thấy là cái quan điểm của anh như vậy có phù hợp không? Em có chịu làm dâu không? Em có chịu làm dâu được không ạ? Nếu mà cái người con trai đó mà phù hợp với mình thì em chịu. Đám cưới xong rồi làm dâu thì em thấy sao? Cái đó thì em cũng rất là đồng ý với quan điểm đó. Tại vì em thích ở chung với gia đình. Có nhiều người thì sợ ở chung với ba mẹ chồng, nhưng mà em lại thích ở chung với gia đình. Em thích trong gia đình có ông bà, rồi có con cháu này kia quây quần lắm. Em thích cái không khí của gia đình. Em không ngại làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Quan trọng do hai người như thế nào, họ có sống hạnh phúc với nhau hay không thôi. Trao đổi qua đây nè, hai chàng trai bên đây nè, nói cho người ta nghe chứ đừng nói cho anh Đạt nghe. Thế là đôi khi thì sẽ có những cái xích mích mà mình không muốn tới thì cái đó không thể nào tránh được, nhưng mà quan trọng là hai vợ chồng cùng nhau vượt qua được thôi. Em vấn đề làm dâu là gì? Quan điểm làm dâu thì mình thì chỉ có còn mẹ sống ở Đắk Lắk thôi,
thì cũng mong muốn là sau này là đón mẹ vào trong đây. Nếu mà bên đằng gái á, mà vị trí địa lý nó ở xa, ví dụ ở Đắk Lắk hay ở đâu, ở quê bạn là đâu đó chẳng hạn, hai cô em. Nếu mà yêu nhau rồi thì ở trong đây sau cái điều kiện thì các cái dịp lễ về quê ngoại chơi cũng mình nhiều dịp mà mình chủ động, nếu chủ động thời gian thì mình sẽ sắp xếp nhiều dịp. Còn mẹ mình thì người rất hiền, thoải mái, không có đặt nặng vấn đề làm dâu đâu. Hai người cưới nhau về thì làm dâu thì em có bị e dè hay là em muốn là khi mà cưới nhau về thì cái gì nó sẽ thoải mái hơn, quan điểm em như thế nào? Em cảm thấy là nếu như mà được ở bên cạnh người mình thương và người đó hiền và cũng như là mình chăm sóc họ thì cả gia đình cùng chăm sóc nhau thì tốt. Đúng rồi, em cũng muốn là bố mẹ của vợ mình tương lai thì cũng phải là như bố mẹ mình. Mình cũng phải có cái sự quan tâm, mặc dù là cái khoảng cách địa lý nếu mà nó chưa cho phép không tốt, chưa dễ dàng thì mình cũng có nhiều cách quan tâm khác. Nói một chút xíu nữa về cái việc hẹn hò đi, tại vì hai bạn trai của mình đang ở cách xa tụi mình khoảng 1 tiếng rưỡi đường chim bay, nãy chị có nói rồi đó. Bây giờ tạm thời là mình cứ hai cặp vậy đi, rồi có chuyện muốn bấm ai thì cái bật bấm là quyền, tại vì chúng ta đến đây là chúng ta mỗi người đều có cơ hội như nhau. Các em nghĩ là nếu như mà bây giờ hẹn hò nhau thì các em sẽ sắp xếp như thế nào? Cặp ghế xanh nói trước đi. Tại vì hiện tại là em đang có cái xu hướng là em hướng thích bạn Hân hơn. Tại vì bạn Hân cái tính tình cũng như là cách nói chuyện như là em cũng thích cái kiểu người tương tự như giống như em. Rồi bạn thân dạ. Ông hiền quá à. Bây giờ vô chị Tường đã cho vấn đề, bây giờ chuyện hẹn hò thì bây giờ là tính sao? Một tuần có thể gặp được nhiêu lâu, em có e ngại nói người ta đi vậy đó, em muốn như thế nào bây giờ? Khoảng cách 1 tiếng rưỡi cũng không có xa đối với em. Anh khoảng cách 1 tiếng rưỡi đối với anh không có xa, anh có thể sắp xếp 1 tuần 2 lần. Hai lần em. Hỏi em có muốn, em muốn có gì điều yêu cầu gì thêm ở anh không? Em có muốn yêu cầu gì về anh đâu. Dạ hiện tại thì không. Ví dụ bây giờ em có bạn trai thì em mong muốn là bao lâu gặp nhau một lần? Nếu em muốn hẹn hò với bạn trai thì em thích hẹn hò ở đâu? Mình có thể là gặp nhau 1 tuần 2 lần, hẹn nhau thì có thể là ở quán cà phê. Là em muốn như là người ta phải đến đưa đón chăm sóc, hay là nếu như bạn trai em có đau ốm bận việc thì em có thể chủ động đi thăm bạn trai của mình hay không? Dạ có, tại vì khi mà mình yêu nhau thì mình sẵn sàng làm chuyện đó. Thôi cặp xanh này ở chung với nhau không được đâu, ở chung hai người cũng không người nào nói hết trơn rồi sao? Nhìn nhau thôi hả? Chắc hành động không có chị. Rồi tới cặp đỏ. Em muốn tương tác với cả hai bạn. Được. Dạ được chứ. Anh hỏi em trước ha. Dạ. Anh có câu hỏi này anh muốn hỏi em ấy. Nếu ví dụ anh với em mà bấm nút tìm hiểu nhau vào mình hẹn hò, bản thân anh ví dụ thôi, anh sẽ tỏ tình vào ngày 1 tháng 4. Em thấy điều đó em có cảm nhận điều đó hay là như thế nào? Ví dụ em trường hợp em đang có cảm tình với anh. À nếu mà trường hợp mà em mà có cảm tình với anh khi mà anh tỏ tình như vậy thì cái điều đầu tiên là cũng sẽ vui, không cần biết đó là thật hay là giả, nhưng mà nếu mà mình đã có cảm tình mà người ta đã nói, mặc dù nó là lời nói dối thôi cũng được. Đôi khi thì tự lừa bản thân mình là ảnh sẽ thích mình. Em sẽ giải quyết cái vấn đề đó thì em sẽ nghiêm túc em hỏi lại là thiệt hay không. Có thể là để ngày sau đó là hết ngày cả tháng 4 là ngày 2 tháng 4 em sẽ hỏi là anh có thích em thiệt không? Còn nếu anh nhá, ngày nào cũng được hết, ngày cả tháng 4 thì chắc chắn những cái lời về tình cảm như thế thì chắc chắn phải là nói thật. Em muốn tương tác với thêm bạn một cái xanh một xíu. Rồi, hay quá. Quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Những cái ví dụ xung đột về sau này có hẹn hò hay là có ở với nhau ấy, cãi vã, bạn có đặt niềm tin vào con tim mình nhiều không hay là bạn theo lý trí? Phụ nữ thì thường thường là cảm xúc đúng không, nhưng mà mình nhìn bạn chín chắn này cho nên mình mới hỏi như thế. Nếu như mà em yêu người đó thì em sẽ bỏ qua những tật xấu của người đó, nếu mà cãi vã thì có thể nhanh chóng làm hòa. Cãi vã thì cho qua. Dạ đúng rồi. Trong một cuộc cãi vã, bản thân mình cảm nhận nhé, trong một cuộc mình ở với nhau thì có những cái nó không hợp. Ví dụ sau này sẽ có những cái trường hợp không thể mà hòa hợp với nhau được, và từ chuyện nhỏ nhiều khi nó sẽ xé ra chuyện to, không nhường nhịn nhau ấy. Nhưng mà người đàn ông mà nói ra lời xin lỗi hay là cứ nhận thiệt về mình ấy thì cũng chẳng sao hết. Rồi sau này sẽ có một cái dịp nào đó bạn gái mình nguôi cảm xúc đang bực bội trong người lại, thì lúc đó mình có thể thổ lộ bằng cái bằng tất cả tấm lòng, bằng tình thương của mình. Quan điểm tình yêu của mình nó là mình không chạy theo tình yêu, mình không cầu xin một chút tình cảm từ nơi bạn nữ. Thứ mình muốn là trao cho bạn nữ đó tình yêu to lớn này. Bây giờ thì Tường muốn các bạn sẽ thử cảm xúc với nhau. Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn nam có cơ hội để được tiến lại gần hai bạn nữ. Mỗi người sẽ có hai cơ hội như nhau. Bây giờ em sẽ bước qua và em xin phép nắm tay hai bạn gái, có một cái sự tiếp xúc để chúng ta biết luồng điện âm với luồng điện dương này nó có thích nhau hay không, hay là nó đẩy ra. Mời em trước, anh kia anh hơi nhát, để cho dạ, từ từ anh làm sao đi. Em xin phép mọi người ha. Xin rồi phép. Đây anh xin phép anh nắm tay em ha. Cầm tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Này là... cũng cảm ơn em rất nhiều. Nhớ tên bạn gái không? Dạ. Em hơi run cho nên không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ bạn này sinh năm 2000 đang làm. Em tập trung về cái con người hơn ạ. Tên thì em hay quên ấy. Không biết là cầm tay em có cảm xúc gì không? Dạ có một chút chút. Có một chút đấy hả? À, dạ. Em có ấn tượng gì về anh không? Em ấn tượng là giọng anh rất là hay. Em luôn bị ấn tượng với những người có giọng nói hay trầm ấm. Anh cảm thấy em xinh gái. Dạ cảm ơn. Tương lai em thì cũng rộng mở ấy. Vui vẻ nhá. Dạ.
Rồi, mình xin phép là nắm tay bạn ha. Nắm tay theo kiểu tình cảm một xíu nhé. Bạn có cảm nhận gì không? Tay anh nóng. Chắc là do mình mới bị Covid khỏi được một tuần. Một tuần rồi ạ. Em xét nghiệm âm tính rồi. Dạ. Còn có cảm xúc gì nữa không ạ? Hơi run ạ. Ừ, đúng rồi, mình hơi run. Em cảm ơn chương trình. Rồi, hay quá. Cơ hội đó em cờ tới tay là phất đi em ơi, phất lên. Nè, cái khúc này nè. Cờ tới tay là phất đi. Dạ, thì em đi bên này với bạn nữ bên này trước và bạn nữ như sau. Rồi. Dạ. Cho anh nắm tay. Em cảm thấy anh như thế nào? Em cảm thấy anh là một người rất là trưởng thành, chững chạc, có trách nhiệm. Thì anh cũng là một người đã trưởng thành và anh nghĩ là bản thân của anh là điểm mạnh là cái sự chung thủy và sự trách nhiệm trong trách nhiệm cho gia đình. Cảm ơn anh. Tắt thôi. Đó, mình làm đi cũng rón rén. Gì vậy? Dạ. Anh cảm thấy là em là một cô gái dễ thương, rất là hiền và rất là hiền giống anh. Anh cảm giác như là em là một người rất là đáng tin tưởng, có một nét thùy mị. Em cảm thấy anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất giống như là mọi người lý tưởng của em. Mọi người lý tưởng của em. Trời ơi. Anh rung quá, cảm ơn em. Rung quá, cảm ơn em. Anh rung quá, cảm ơn em hả? Vậy? Rung quá chị ơi. Trời ơi, gì vậy? Tỉnh đi. Có chừng ổng xỉu bây giờ đó. Rất chân thành. Rung quá chị ơi, nắm tay chị Cát Tường không có rung ha. Bắt tay cái rồi, chúc hôm nay may mắn nha. Hết rung chưa? Đỡ hơn nhiều chưa? Đỡ gì? Rồi, chị truyền cho em chút động lực đó nha. Kính thưa quý vị, đã có quá nhiều cái cung bậc cảm xúc cho các bạn. Đây là cái giây phút các bạn lắng động lại và đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm với hai màu sắc, xanh và đỏ. Mình thích người ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm vào vị trí ghế màu đó. Mời Đạt. Các bạn hãy hướng mắt ra phía trước của mình, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1. Bản thân thì cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc, tình yêu đủ lớn thì sẽ tiến đến hôn nhân ạ. Tính cách thì bạn ấy cũng điềm tĩnh, tổng quan thì nhìn hiền. Hai đứa nói chuyện hợp tính với nhau, cũng những cái lúc vui vẻ. Em cũng mong muốn kiếm một bạn gái phù hợp với bản thân của mình. Rồi. Biết kính trên nhường dưới, vui vẻ, hòa đồng mà được. Dạ. Em có chịu làm dâu được không ạ? Nếu mà cái người con trai đó mà phù hợp với mình thì em chịu. Đồng ý với quan điểm đó, tại vì em thích ở chung với gia đình. Và bấm. Hết giờ. Và chúng ta có một cặp đôi ở ghế màu xanh. Yeah, chúc mừng các bạn. Tại sao em không bấm ai hết? Dạ em tôn trọng cảm xúc của chính mình và em cầm tay hai bạn thì em cũng có run, nhưng run vì em lên sân khấu chứ không phải run phải cầm vì con tim em. Thế còn em hôm nay tại sao em lại không chọn ai hết? Dạ, thật ra thì khi mà nói chuyện với anh, em rất là quý hai anh. Em thấy hai anh có sự trưởng thành. Nhưng mà em quyết định không bấm là tại vì em trong 5 giây em suy nghĩ là tại vì em chưa sẵn sàng bước cho một mối quan hệ mới. Mời các bạn tiến lên phía trước. Đi qua bên kia đứng. Đó, em. Chịu cho nắm tay luôn nè chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chứ không phải nắm tay chị Tường nữa, nắm tay chưa trời chặt rồi đó. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Hiện tại là em rất là vui, tại vì em hôm nay em có vẻ như em tìm được một bạn nữ rất là phù hợp với cả suy nghĩ của em và suy nghĩ của bạn nữ nữa. Em hy vọng là sau chương trình này thì tụi em sẽ có một những cái buổi hẹn hò thú vị và thực sự là sâu sắc. Bờ môi này vẫn còn chín chắn kìa. Đúng rồi. Nói đi. Anh không nghĩ được. Phụ nữ mà người ta cho hung á, người ta thích mình á thì người ta sẽ cho mình hung, người ta hơi né nhưng mà mình cứ kéo vô thì mình vẫn hung được. Mừng liền, người ta đã nói rồi, sao chị Tường nãy chỉ rồi. Wow.
Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mọi người thấy không, tình yêu rất là đẹp đúng không cả nhà? Chúc cho các bạn mặc dù là hôm nay chưa tìm được một nửa trong chương trình, cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin gửi tặng cho mỗi bạn là sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Tặng em. Kính thưa quý vị và cặp đôi bấm nút thành công, thì chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một cái gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi không kết nối được với nhau, các bạn cũng đừng có lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cùng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Các bạn hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.